Xin chào các em, hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em khu nhà của các nàng công chúa Barbie nhé. Đây chính là khu nhà của các nàng công chúa Barbie. Các em thấy có đẹp không? Khu nhà của công chúa Barbie có rất nhiều phòng. Đầu tiên chúng ta sẽ tham quan phòng bếp nhé. Phòng bếp của công chúa Barbie có một tủ bếp rất là đẹp. Trên kệ bếp có một vòi rửa và bốn chiếc bếp, kèm theo đó là một bình hoa rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nhà tắm của nàng công chúa Barbie nhé. Wow, nhà tắm của công chúa Barbie rất là hiện đại. Trong nhà tắm có một bể tắm rất là lớn và rất là đẹp. Trên bể tắm có một chiếc vòi hoa sen. Bể tắm của nàng công chúa Barbie đẹp không các em? Trong phòng tắm của công chúa Barbie còn có một chiếc bồn cầu này. Trông nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn đúng không? Wow, bên cạnh đó có một chiếc bồn rửa tay cũng rất là dễ thương. Phòng tắm của công chúa Barbie cũng được trang trí màu hồng rất là đẹp đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thăm phòng ngủ của công chúa Barbie nhé. Phòng ngủ của công chúa Barbie có một chiếc giường rất là lộng lẫy. Trên chiếc giường có một tấm màn màu hồng rất là đẹp. Phía dưới chiếc giường là một tấm thảm có dòng chữ Barbie. Wow, thật là dễ thương. Và đây chính là phòng khách của công chúa Barbie. Ở phòng khách của công chúa Barbie có một chiếc sofa rất là dài. Và đây là một chiếc kệ tivi. Và trên kệ có một chiếc tivi thật là nhỏ nhắn dễ thương, phải không các em? Ồ, căn nhà của công chúa Barbie thật là hiện đại đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ tham quan khu vui chơi của công chúa Barbie nhé. Wow, chỗ này cũng rất là đẹp. Khu sân chơi của công chúa Barbie có một chiếc bàn rất là to với nhiều chiếc ghế. Đây là nơi để công chúa Barbie ngồi tụ tập nói chuyện với bạn bè. Trong khu sân chơi còn có một chiếc bể bơi hình tròn rất là rộng. Thành bể bơi có màu hồng và có một chiếc cầu tuột màu xanh. Trong khu sân chơi của các nàng công chúa Barbie cũng thật dễ thương phải không các em? Các em thấy khu nhà của công chúa Barbie có hiện đại không? Bây giờ các em sẽ cùng các bạn dạo chơi trong khu nhà của các nàng công chúa Barbie nhé.